Ông vô họp thấy nó cũng yếu hơn các bạn ơi. Chung là nhìn thấy trái cái nó cũng ít nha. Luống này thì ít nha các bạn. Nè. Bông vô họp ít lắm. Hello, xin chào bạn nha. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Hội Làm Xài Bình Dững. Thì chiều hôm qua mình có xịt cử thuốc sâu với thuốc gầy của cái vườn sau hè nè các bạn. Thì sáng hôm nay mình cập nhật giá cho các bạn nắm luôn. Thì bữa nay giá xài bên em mình nó báo lên nha các bạn. Thì giá thu mua tại vườn xài vàng, vàng nhất là 21.000, vàng nhì là 10.000, còn xài xanh, xanh nhất là 19.000 và xanh nhì là 9.000. Thì đó là cái giá xài Đài Loan thu mua tại vườn nha. Thì hôm qua em mình nó có đi coi vườn ở Chi Lăng, Chi Tôn các bạn. Thì nói chung vườn cũng mười mấy tấn đó các bạn ơi. Thì bữa nay hái nè. Thì nói chung thì xài mình cũng không hỏi là xài được da hay không nữa. Mà bữa nay cũng nói chung mấy ngày nay cũng đi mua xa đó các bạn. An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang. Thì anh em nhà vườn nào mà có số lượng xài mà ví dụ ở xa mà số lượng nhiều á thì muốn bán thì cứ liên hệ trực tiếp bên mình nha. Thì số điện thoại em mình ghim trên màn hình. Thì ví dụ như ở Hậu Giang, Sóc Trăng này kia thì giá xài tầm 4-5 tấn thì có thể đi các bạn đó. Còn như 1-2 tấn thì chắc không đi đâu, tại vì 1-2 tấn số lượng ít rồi mua chi phí vận chuyển rất là nhiều. Thì mình xin nhắc lại nha, giá xài vàng, vàng nhất là 21.000, vàng nhì là 10.000, xài xanh, xanh nhất là 19.000 và xanh nhì là 9.000. Mình sử dụng lần 2 này. Thì đó là giá thu mua tại vườn. Mấy cái